Ok, bà đã sắp chết đây bà hãy đi không ai sẵn sắp chết. Sau khi áo sắp chết mới xôn xa, nâng ai ở lại đây dựng đá tua cầm toàn giấy ai sẵn. Phụ đề xa tả lấy này mà sao anh kê kết bánh chất cho mùa nâng last pick mới nâng đá. Thơ, ai kê kết tha last pick nâng dựng pick đầy ọ máu ngay ọt mẹn xu mẹn error được có ghẻ mẹ rơi. Chẳng bà đây ta kết phòng đi mạch ở dưỡng đề. Chẳng bè nâng cứ tác nẹ đếp trong cảm khuất kê đi mạch. Chẳng nè. Chẳng bà mơ. Kê kê bông tiêm tia do phó tăng tạc ọ nâng tha. Dựng ọ máu mẹn ọt. Kê bông tiêm tia do mai check do phút thay game ai bè nâng tạc ọ. Hai chẳng bà tha nâng tay chiên nè. Hai bên nâng cơ kê nâng dân nâng đăng xó khám ai. Hai dân cầm xóng xác ở bây để kết phơ mà đi chỉnh lưng chương đá camera đây nâng vì ạ xóm rôm tê. Khám ai dân mình phơ chẳng tê nó. Ok, khám ai dân mình phơ chẳng tê. Mà lê xa phên tộc xanh hai mong ạ tộc xanh tiền nè nè. Chê chê mai mòn khá lọt nâng cửa phá khôn nâng bì game phá khôn khám bệnh nâng bì. Dạy tớ phá khôn nâng nhóm mơ đăng performance qua tăng bì nâng ESL nè nè. Còn cứ chỉ cửa đợt tốc chất ra lẹt game vô mình tên. Hai cầm mũi nâng cứ lên game coi cho bạn. Hai mới tiệt cầm mũi nâng cứ chỉ cầm tài bảo sao chỉ trả mũi nâng miễn sai để smart nữa early tài lớn tinh tinh tài lên coi phẩm mẫu đồng châu khnhiệt tặng ông. Tăng bị game này coi khơi do romer để miễn camera share để mấy đơn nam tăng cái quạt liền mà nè. Tăng bị nợ không ESL. Cầm nâng chỉ cầm để chơi chơi trả lên game. Bảo sao nhóm ăn chậm lại vậy phù nhóm khơi nợ không ESL cứ chẳng hời ấy. Cứ coi comeback chỉ mũi nâng cloud nine do mỏng nè nè. Cọp. Anh nợ bong nợ nè nè chưa hết nợ bong ơn. Xuân lên ngay bởi mối này đó cái này, bị ngay đi. Fire flag mối, xí mối mối vậy, ok. À lỡ đó ngay khỏi đang tha. Fire flag bà quật nâng bà bài. Fire flag kê rừng băng tha nâng khăn cho mối cloud này. Tại bà mối fire con nhóm kết tha fire con khăn chiến sĩ ấp. Tại bà cho mối fire flag tới chanh như mối nâng nây pi sâu nhóm xa mai ở chanh mong nè nè. Nhóm xa mai ở chanh mong ơi, fire flag tới chanh pi sâu nè nè chì chì à. Game of Future, C roster Flash K để miền Philippines 4, C Blacklist Philippines PM, mày thay hai mà sao mình tới tranh này pi sau nè nè, chi chi mày mà lôi sọt miền này rồi mày lo, Oxu Brazil, Oxu này Oxu Brazil nè nè, Oxu Brazil, chụp bảy nhom nhom đồng băng phai flag phố này, tại đã phải phai flag mà sao mình thưa cho đặc trưng nhom sao ngàn này nè nè. Yeah, mà sao mình fire flag thì chạy nip flash, tiếng nip flash đang xếp với thầy. Nhưng kết rồi khá, mình thay không ổn thì ta còn là thay quát, nhưng kết thay ai vãi bạn. Phần tay mày và bàn tay nip flash đã bị sâu. Mà sống ngôn ở lấy đi bà sân xua nhóm, bà dân mơ performance. Chú bà kia ra vãi mùi xa mùi vô glory, trời. Tại fire flag gì mấy nó cua tờ vãi bị sâu nè nè nè, chú mùi nâng, ít bị sâu đưa mùi xa mùi nâng nip flash. Đã bê chanh đục hiệp chăng máu nhóm bà bạ tục chất fire flag nhóm đó coi nè đi ơi chào bà. Không ổn thay đi chân tu kì nâng lực nâng ai nâng khăn ai. Ổn đang bị S2G mày ơi tầng à. S2G có giáp fire flag có giáp đi kìa. No. Ok nhóm tầm ơ roster fire flag tình nè nè. Chồng roster fire flag nhóm đâu đã cả đá nhóm ta bỏ vô. Ok mình alien thiên dí rô giá sunshine epic for this event. Yeah fine main lại nhóm bỏ quật đi kìa nè nè. Nam mô dù mùi nàng thiên dí con đã tập to lên từ này đi kìa. Hay cả âm phai có đã chú mua khá luôn quật ở Kshura. Ở lấy nơi cặp đầu chú mua. Ê âm nâng này Kshura là cái đã thiên dí với nhé nè nè. Tỏ cho chú mua bộ con đã tại dì thiên dí tế. Lên đầu chú mua Kshura Kshuru ấy tìa đây nè đó khá nè. Ok chắc ấy là nhóm chăng mention bị thêm bỏ bộ quật tích nè đó khá nè. Chú mùi nàng thiên sĩ mơ mà sao mấy nhọn ban mơ đầu pull của con lé này con ban linh liều mỏ đâm này nè tao nhầm tao mơ tao sao mày đi mà ban mơ tao mà sao mày tê ok cay ơ chụp anh ấy chẳng chẳng bằng tầng ở tập phân nắng ấy bằng bà tầng ở tập phân nắng xong tầng lại bị xem hơi phơ mở nè bằng nè ok khai ạ chụp nhóm tầm mơ tầng con mà sao mà như mở mê kê khai này nè quạt bàn lên liều mọt là phố liều mọt cái bờ khăn này nè nè chẳng khai phà flag lên liều mọt phà flag versus nip flash game 1 chăm tình này nè fan mà lẽ tóc xanh phanh năng ơi nhưng mà đăng đai này nè ơi ai kia tóc xanh dân cho phùa để xa là dân mình ta chăm một tạp phó tang này nè ô linh linh ô tra hành động tra phil pin cho mong này nè tra phil pin cho mong
Trời, lên lên từng pi game à? Lên lên từng pi game này đi à? Chăm tin này đi à? Chi chi mai mà ơn. Chi chi mai mà ơn này đi chăm tin tịch. Ồ, trời mẹ. Ồ. Ồ, ok bong, tầm bắt tới à gương open nâng vì hà sa ma sập. Tại bong anh chép ba này, bong bà hạp tích tích ba này tha detail này à, càng nghe nâng mạch khác chứ bong bà. Chọc chàng tình này, chàng tích. Link thằng P game, link đến cái bàn, link đến cái bàn. Ok, link đến cái bàn. Link đến cái hai bàn, link đến cái bàn. Link, link P game, link tỏ tới cái bàn mẹ nè nè. Tỏ, link đến cái bàn nào rồi mấy lô. Rosa, Teresla. Teresla, Midland, Selena, Midland. Nói cái đồng áp biểu có Rosa, link Teresla, Selena, Midland nè nè. Apex 40 Sven, bà sân chơi game kết bầu âm âm điểm mấy đại chăn xin Lolita. Còn anh đang surprise Lolita đây. Tại còn anh surprise ở đây thay thay cái riêng đi chân này nè. Alice Angela cả quạt lên. Chùm, thêm năng lên chờ ta. Ồ, mệt mình bánh hà. Ô mẹ nó kết switch mà anh mơ bị lỡ vậy nè. Cọp. Ồ. Chùm này nè. Franco Logi. Logi Franco. Logi Franco đi rọt nè nè. Xem rạp ra Firefly. Còn anh lên cái năng bán á. Tại là con lên đi bà đây. Con lên bạc gì à lọt bà đây. Lôi với Franco đi rồi. Ok, chân chân nhận bán này. Sao con lên pi chôn đi bà đây. Ok, bà con lên pi chôn năng. Mà rồi biết rồi. Cứ rô mơ bà con cứ chỉ à lọt hay chăng lỡ bà con. À xong tôi Experian Land bà con chỉ tham mô. Bọn ta bà xanh con do à lọt chia. Experian Land bên con đừng do rô mơ bài lọc đi chỉ Mino được có Franco được có khá cha. Đảm bày cho bác ra. Âm âm bà con chỉ hero bánh cái ngọt lươn nhá này. À chỉ Kari. Bịt tranh nằm bởi đây nè. Tỏ, con lên bán pi chốt nằm. Bà xanh con lên team fight Experience Land. Tham mẫu, Roma Alot. Ta bà xanh con lên nó không lên nền face. Lên hoa mùi LT lo dí. Experience Land Alot. Pick Roma lọc mùi điện. Tỏ, chứ mơ ra con đang cài trả năng tay chơi mạnh nhẹ nè. Mino Wax gồn đi viết cái con lên. Mino Wax nà gồn đi viết cái con lên. Ok nè nè. Tên chăng là Assassin chăng là con lên bán off meta chăng là con lên bán off. Chứ mơ mơ. Chúng mình đang thiên dĩ á. Đại sao thiên dĩ nó ngay hero pool có thông á. Có bắt cứ chỉ không đại kê và bạ ra chúng mình bằng phần này nè. Đại sao ta à xa dưới tới. Con link ban chẳng phải ra đâu á. Xem đạp thiên dĩ này nè. Ta lại bình liêm cứ mà xa mánh link pi game kia bật link ở lấy nè. Cảm ơn cho chúng mình bảo gì mà này kia nè. Ok. Tại bọn nè cái này xa chẳng nắm tầng nó khăn ông ẩm phai. Tầng nó khăn ông ẩm xì mồn môn ẩm xì ấy. Vậy ta là phía chẳng phải flag. Bull bộ quát phía chân cứ miên cho mỗi năng tiebreaker mà hay miên để xa quát năng này nè. Miên để xa quát này lấy cái gì? Tại tranh ạ. Tại tranh sẽ ghé tại tranh đi phà. À lấy xa quát là xì ai kê bánh năng xanh điên mà. Bấm sẽ ghé. Bấm tiebreaker. Vậy đây cổng năng cứ dịch cổng để bắt cái tiebreaker này nè. Playstyle có những Philippines này nè. Major Regional Tour Cup. Ok, vậy tới ở chú Akira, bạn ấy có năng sống quát cơ quát ghé ngay thua mà năng sống á. Vậy tới pin năng sở sĩ sĩ pit đi kia nè nè. Pin năng sĩ pit đi kia nè chứ mà là pin bay đi kia nè nè. Xem rạp Fire Flag Season 1, Season 2 Pro League bà quát á. Season 3 còn vay bà đá cháy ở chú Akira. Quát vay bà đá Season 2, Season 3 nâng Season 4. Vậy tới sở sĩ sĩ pit đi kia nè nè. Ây đẹp cơm năng miên tầng pin đi kia cơ quát chứ nè. Âm bì ơn năng sống quát á. Pro League á, bay đi kia này nè, Osprey đi chân chết Rossi này nè. Crom ọc chú ạ kia ra nó cực đại đầu roster pitch nắm này nè. Chào mừng bá.
one zone ហ្នឹងហេតុអូក្រុមហ្នឹងគឺជាក្រុមអខ្យូអគីរ៉ាគឺជាក្រុមដែលចូលចិត្តលេងតែចាំងហ្គលដែលជាតែងចាំងហ្គលហើយគាត់ត្រូវតែមានហេរ៉ូដែល zone គេបានគឺនៅពេលដែលគេបោកវាយចាំងហ្គលបើគាត់ហេហេ zoner ដែលគាត់ចូលចិត្តប្រើគឺជាមួយនឹងតារាស្លាណែនេះអញ្ចឹង zoner នឹងស្ដាយទៅលើ hero ដែល lock team fight backstep បានឬក៏ជិមអត់សំទោស invite team fight ជា2បាននឹង control team fight បានហ្នឹងហើយអ្នកនេះអញ្ចឹងគឺពីច្រើនគាត់ចាត់យកតារាស្លាណែនេះអញ្ចឹងគឺ signature របស់គាត់ហើយ draft ហ្នឹងដែលមានជាមួយនឹង hero tank និង expert talent តាំងក្នុងការ control team fight អ្នកនេះ signature របស់គាត់អូខេអញ្ចឹង group stage MSC ឆ្នាំមុនបើសិនអ្នកនេះចាំលទ្ធផល fire flag គឺមានការវាយលទ្ធផល2ទៅ1ទៅ RQ Akira នៅក្នុង group stage នៅប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងណាចាំខ្ញុំមើលថាលើកនេះក៏សងសឹកវិញបានដែរទេដោយសារចំនួននេះ Best of 2លទ្ធផលចេញមួយស្មើអ្នកនេះ Nova Rare ត្រូវការ pick ណាក់ពេលដែល Hero ដែល Ben គឺ Ben ចោល Make Magano បានមើលអូខេកាយអរគុណអ្នកនេះមិញ play អរគុណជាមួយនឹងការ Internet របស់ជាប់មើលជាមួយឆាតអរគុណជាមួយដល់ផ្សេងពីមួយទៀងកូនអើក៏ដូចជាមានការ Internet ឡើងទៅ1ដុល្លារពីម្ដងមិត្តកំហែងនេះខ្ញុំណាជមានការបន្ថែមដល់ទៅ50សេន2000ស៊ីនឿនអរគុណប្រស៊ីនឿនជាមួយនឹង50សេនម្ដងជូនពរជោគជ័យស្នងឡរស៊ីមានបានស្រីស្រាញ់សតានីស្មោះស្មោះបានរបស់ពុតគឺនារីដើមទ្រុងធំគូតយដល់ស្នាមចិត្តឲ្យតាំង6នាទីមុនមិញ play មើលប្រាដល់អូខេអ្នកនេះខ្ញុំសុំតអ្នកនេះខ្ញុំជប់ reply ឆាតទីគេអ្នកនេះចាំតិចបាទបងឥឡូវធ្វើទាំងអស់ហ្នឹងទៅតែតតងទៅម៉ែតចាំមើលចាក់ស្ដែងណាហើយសុំឲ្យហើយធ្វើស្អែកបងព្រោះខានស្អែកថាទៅស្រុកពីព្រលឹមបងហ្នឹងហើយចាំតិចនេះចាំតិចចាំតិចនេះសុំ reply ឆាតមកតិចនេះសុំ reply ឆាតតិចគេចាំតិចនេះចាំតិចលោកណាអើយចាំតិចHello អ្នកនេះអូយ sorry អ្នកនេះ sorry អ្នកនេះអូខេចឹងហើយខ្ញុំដឹងពីពីក្រុមហ្នឹងខ្ញុំប្រាប់អ្នកនេះប៉ុណ្ណឹងសិនតែខ្ញុំចង់ note hero pool ប្រកបតិចមើលមិញ hero pool ប្រកបក៏លេខគេខ្លះណា
chụp chăng là mình vậy tới cứ chụp vào kia cứ trao này nè tay chăng là hai miếng dầu nơ mồi cứ hai đầu sản phẩm quạt tim phai nâng bài tim phai gì pì mồi tay sản phẩm chụp mồi nâng phai flag mới quạt lên bạc dĩa tê bạc dĩa nó còn miếng xin mồi em chỉ làm ban trong này nè tay mình hai đầu meta sao lo gì mồi sầm khăn còn lên đỉnh mấy mà tăng đại mồi lo gì mình cái lê cái này nè phải flag win đâu là vậy lên men nhông cặp bông cả cái thay phải flag nhông chăm ôt gold lên một con này nè bóng pro chăm ôt tích bóng pro ở đơn pro chăm tích nè khay khay lolita mà đây nhông bẹp chân này nè thay lolita game nó cứ đợi chân máu vừa ra đã quát cứ rong chăm từ lấy chỉ muốn hero đá cover team fight bữa nay thì nhông cất kho mùi nhông cất ra bờ sân thì con miền lo gì con thở lấy chỉ muốn đang make để mình sai nên cái nông ca asato roman mình sai nông ca chập với nhông tao mau cất cho gold lên all in tao nhông nơi tạt con khơi gold lên có đỏ lại này nè chăm tích bóng pro bị rong game này cứ đợi chân em rồi rồi bóng pro cất ra game team mùi nữa nè bóng pro đơn pro bóng pro sản chặt chân cất ra game team mùi nữa nè bóng amon bóng quát choi ông muskai ok này nè amon bóng quát cứ muskai chân game này ăn lên lo gì ho thật si té anh lên bàn ta còn là ta phải rồi si cái cổ vì mình chen hạt lán purify cái anh rơi rồi đi kia cho mình cái chạm stun cùng bỏ muscle nhưng cái ta game này tôi bây giờ nào cái đấy là game muscle lên luôn anh cho nhưng cái ta game này cứ lên early thôi mà đang này đi hai lo lịch ta này cứ chỉ lo lịch ta mà cover a lot expert lên vậy ta nhưng tiếc copy may cái này mẹ cái này còn đây đây là khác nhưng tiếc thời tập bìa đâu rồi cứ chỉ mỗi con nom này chỉ mỗi nắng bờ sân chia game thời nhất cái a lot nó cứ expert lên với hai giờ roma mà chạm chẳng hai nhóm địch nhóm hiệp nhóm thang game này anh tranh lo lịch ta và dân thì còn thằng thà đi make back step bằng cái sao ta đi make để lo lịch ta sửa counter cho đẹp liêm còn bên chỗ mồi nàng lo lịch ta hai chỉ mới lo lịch ta nàng ta chơi nè ta gặp lấy shield là bỏ lo lịch ta ông mà này cái chi hero lo lịch ta hello lo lịch ta bằng bằng shield với một hiệp bạn này nó pe đại enemy pra chỉ mồi nàng hai là về control đại nhóm thà xa giờ đón cái mình bị chman nè passive co bỏ aurora hai nàng ở atla cái đây chơi chỉ mồi nàng spell chọn co hai nàng mới tiết cứ là boss ai cái đó ta knock up skill ai cái đó spell ai cái đó ta knock up chẳng viên nàng phơ ca và đặt cho mồi nắng lập bỏ đây chùm này bây giờ chẳng khả năng nắng cứ nọc áp cái miền al tìm môi cứ al tì trẻ xa tì pi cứ al tì bọc rọc nè chẳng sao ta hero để ai bật đặt shield bỏ lô lý ta tặng chẳng viên nói phong tại đó cloud bà sân chìa pi nâng bật đặt shield bán hay nâng mới tiết cứ snap bỏ nô bà rìa nè đó snap bỏ nô bà rìa chẳng bình kẹt mình link double snap đấy mấy kẹt mình link double snap thế chẳng nhưng mà bao nhiêu bôi nâng gồm lên bởi cái con chìa cloud này kia chẳng nhà nào với lo lịch ta nhưng mà đang thay bằng thời gió đấy bằng hai chìa quát chẳng lên cầm bộ cho bà lo gì cầm bộ lo lịch ta hoặc đồng áo tí à nâng mấy đáy nào nè nè tại em cái thằng đang bà thơ vô về mình thơ bìm tờ phim này nè thì mùi thì biết dạy mình mẹp kê nhưng cái thằng lo lịch ta nó chìa lo lịch ta đáy trẻ cái lên nhà này nè mẹ mau bà lấy chân cù cái liền mày mẹ mau bà lấy chân với mình phân định nè nè nhắm cái thai ông mà thai lấy cái thai em là mình đóng đi cho hai nơi smile đi cho cái ho phèm nè tới smile nâng vô mong chân là bây giờ cái ho phèm nè tới smile nâng nhắm cái thai bà sân chì ghẹp mê lo lì ta chân cứ cái ho phèm nè tới smile nâng cứ cái đăng tạ đánh vai em là mình mong bà em là mình to đáy cái vai free ta bà em là mình to đáy lo lì ta phải nâng gì anh ti xẻ bày chân lo lì ta mình sật thai đã ti lấy nâng máu được có flick tạ đạ này chân cái ca rơ lo lì ta nấy cứ bà lên mùi lo dưới việc khăn team fight mà hot surprise chân chân mở tha kê nâng miên xây kê và hai nhân tiết chân mùi nâng lo dưới đi screen cao nè anh đi kêu anh đi screen curve mà lo đã khơi chat screen tròn trắng đi screen cao cơm nè anh đi lời sợn mùi sợi mùi screen curve rái lo e-sport world cup nè anh đi chậm đàm chạy máu rái lo explain what about happened to see you soon yesterday in Malaysia. Ok, rừng prama pi last pick bảo dân cứ chỉ last pick mỗi đại chia rua chiết đại dân anh dự bản thân. Expert in land pi vì copy tự đoàn bảo dân ngay. Chẳng ai đại khả bảo dân quát ở vậy đại dân khơi bị khả bảo dân cứ quát to và kê thá quát mình phí chẳng tê. Chẳng tới khang mà lấy nó tiền ô điện bảo kê nâng khả bảo kê nà mỗi kê khơi kê do lẹp pi kê thá tìm mỗi cứ kỳ dương anh mình khoát cầm càng như thế này bây giờ pick up liếm là hậu đào cái này tại tranh cả ra máu dương khơi làm pick bảo kê tiếp đi kê thay dương nâng đào máu của này để pick up toàn lùn này để chân nó bây để cho cắt ca cắt cắt xịt đây bỏ nẹt đem trong cả một cú đó kế bất chỉ cắt xịt đây anh xì xuống thở phù kế mở bằng từ lớp phó tăng nâng rule book chân rule book cứ chỉ cho bạn này cả một cú chân kế bất chỉ rì mạch ở dương ai xuống to trap to ấy mà này thằng trap sạt đào làm vĩnh to pia slot nằng chăng là slot nằng dương miền romo chúng mình edit mà bên kia hai chúng mình đang chăng là bởi dương cứ chia chăng là anh này chỉ làm hai nằng last week bởi cái đơn tạt chỉ ca cái đó rồi chơi đến nhóm gì chơi đấy nè bởi dương mơ tạt đào lại nắng sản phẩm chia chôn mà lấy cột khăn cột hé dương làm sao chia game thì mỗi tên để sao thì mới khơi last week ca cái đó bởi quát tp dương cứ pick call pick down mang luôn ấy rồi này nâng này chơi mấy ca khăn sầm bá khăn mình tên ta bảo đơn nhóm gì chăng bà xanh chỉ để đẹp trong cam cột kia ở dương thì mạch bán bao nhiêu ta dương to ba chia hay bộ to ba chia mà này mới từng rule book
tầng lẽ khăn này còn cứ khó màu à chỉ human error rồi mới có game error này này game error xong đây tôi lấy game với kiêng select hero ban này nhớ nữa human error xong đây tôi lấy chúng ca dương ai pick ở toàn tại bạn tam ru đi âm vị ở tôi bây giờ pick mấy cái đó bà ru âm vị ở đấy là bây giờ pick khó đòi à chơi tận nè rồi mới có kiêng game cái đó cứ đang ta cái đó bay về này tiếp thì dân lực đây xong đó cứ kê đòi dương hàng ok này nè chẳng liệp liệp cứ cho mọi nàng sao mấy mình được nàng hay nơi mà lẽ cứ cái thang thay coi dương hay cái do mua lại bảy mua lại tí mỗi cứ cái thay dương đâu mà lần này mới tí cứ thường tí pí cứ cái thay dương ăn ba lực đại liệp liệp rồi đã khởi là speak bảo cái hay tí bảy sẽ game mình thế đấy chẳng trong khỏi cứ cái thay cái phong protest cái phong bắt cam mình bắt cam về đó một trong cái này thằng mày rò rương dương người giá nè nãy ngày cái phong rò rương dương rò rương thằng mày ai miền pho tang này kia chia sẻ bạn chẳng phải nâng kê nâng do chỉ mồi nâng my check do sạch đẹp do ấy tập nặt mơ tham miên rụp hiếp đá thử rì mạch bàn mẹn ở nâng chẳng là lấy chân chỉ mơ nâng nâng thay nâng chanh rụp hiếp với kê bà sân chìa kê bàn pho tang lấy dân gặp toàn a to mô to đáy tà kê sân phố đưa dễ dàng thay nơi bê đẹp kê phòng rì mạch ở dưới thì sao bê nâng cứ dân dễ chân kê hai bát đây thì sao từng rù từng ấy cứ dân thử tê nâng này bà tay nơi tàn dạy mới tiết đá thay à rương kê lượt chương đã camera đây nâng đơn xẻ bay cứ bà dân dễ ấy lỡ tới cứ cái hai thay à khẩu ấy chứ lưới chẳng khám ai dân cứ cho bà tê đài nó mà nơi phiếp sẽ có cung cái hai thay bà tê đài miên cho mùi nâng cọng sẽ là thua khắp bùa dân ạ tập tò tật kê chẳng vinh tế chẳng dân chẳng mở thay tớ một tiết vì dân nè hai bà sạp dân cứ dân ạ phở chẳng ai dân ai kê riêng sẽ là thua bây giờ chẳng và dân copy bì máu đó kê lưng bìm cái đáy dân bà nâng khám ai này ai đi tài ra tôi bây sọc kê cái đáy kê thơi lời đại dương như chị nè kê như spia chị biết xua kê với như bàn hai vọc thỏa chiệt đi đúng không này chơi cho mơ mơ giờ mấy này hai giờ mơ thai bà kê tờ rô phó tăng mấy bàn ấy mà chơi nhây mấy chơi mơ tăng ở này ta bà nè riêng trong cạp cốt môn kê xin lại mối cứ môn thôn kênh coi mơ nắng mong nè cái này mẹn kê mơ đấy kênh coi mơ nè mong thai trời khẳng nè mù là hẹt ấy hai mươi rù bột ọt mà chơi xin lại đi xin lại đi xin lại khó rương bà mê lại nè nè ta chẳng bà liêm cứ chú mùi nâng rương bà sao mấy nâng cứ bà nâng nè nè hà rương lực chương nâng cùng chú nè gẹp thì biết chú nè gẹp thì biết bàn lực điện ok xong chú mấy bàn lên bọn bàn lên nè nè dù mấy chồng bằng đọc sai xong rồi tí dù bàn lên mà đông chất bằng buồn lắm không buồn lắm cái thà rì tà đá đo tập bí đoàn dễ lên nhìn mến à lấy cùng giấy kết rì tà đá bí đoàn ấy dương còn là kết bí cái lại để dương ở vậy dương khứa nha à vậy thì vẫn khơi cứng chân mẹ này này chán này ok xuân không lan hết bỏng sẵn khâm chặt sắp hết rồi tân lứ tie breaker cho mùi nâng xe lan ngồi ra chai en sẵn khâm lan hà sắp hết rồi sẵn khâm lan hà sắp hết sắp sẵn khâm tie breaker chặt sắp hết rồi này này cho mùi nâng xe lan ngồi ra chai en bất xanh cho ông nách vay từng phí hai bà tọp mau nhóm ưu thì hóa nè phần nạ thích ông nách vay từng phí hai krom pin đi xanh tờ vay phá khôn ok nhìn chân dân này chua cho mùi nâng tiebreaker ta tiebreaker ไป นั่ง men 3 way ได้ คือ 2 way 2 way ไป head to head ชนะ 1 ស្មើ ចាំ បើសិន គេ head to head ពុង តទៀត ខ្ញុំ ជឿ ថា យើង មាន រយៈ ពេល ឈ្នះ តិច ជាង គេ យើង គាត់ ជា ឡើង តែ បើ សិន ជា គេ មិន head to head ពុង គេ head to head គេ head to head គេ ឲ្យ វាយ 1 ស្មើ ឡើង វិញ នឹង គំ យ៉ា នេះ ឥឡូវ យើង មក មើល នឹង តៃ ជា ណា %100 head to head 70% tiebreaker 70% %100 ឡើង 50% នេះ អរ័យ នេះ 40 បាន 40 ខ្លាំង នេះ ណ ាមួយ ដូច ខ្ញុំ អញ្ចឹង រ៉ា ទៅ ដល់ នោះ គូ ល្អ ខ្លាំង មែន តើ ហើយ player ដតៃ ទៀត គឺ សត្វ តែ ល្អ ទាំង អស់ តែ រ៉ា លិច ជាង គេ អ្នក នេះ ហើយ game ខ្ញុំ គិត ថា team fight នេះ គ្នា 40 ដល់ ខ្លាំង នេះ ចាំ អូន អ្នក ចាំ អី អត់ ខ្លាំង អ្នក នេះ សំខាន់ team fight នេះ គ្នា team fight នេះ គ្នា scan link face មក យើង ទៅបី យើង បាន scrim បាន scrim បាន train បាន train នេះ មែន តែ យត់ ខ្វល់ ហើយ five man spirit ឆ្នៃ ព្រាម បាយ យក ហ្មង អ្នក នេះ តោះ okay បើ ចិត្ត ខ្ញុំ និយាយ គឺ%ឡើង 50% %ឆៃប្រកក50អើបន្តឲ្យឆៃប្រក70%អ្នកនេះអាឡុននេះវាយគេដាច់ដែរអ្នកនេះដាច់ក៏ដល់ឆៃហ្វ្លិកហ៎ក៏ឆៃហ្វ្លិករស់តាំងយូរតែយ៉ាងដូចនេះគ្នាក៏ដល់ឆៃហ្វ្លិកមិនខ្ចីឆៃហ្វ្លិកទេជាមួយនឹង Jega Shi អប្រាមឡូមានការ snap ទៅលើ alien នេះគ្នាណាអប្រាមឡូ am stream very nice បច្ចេរីរីយកតែមែនតែអប្រាមឡូមានការបើកដៃធំដាវាយពេលអ្នកនេះអូខេអរគុណច្រើនមែនតែជាមួយនឹង challenge $10ពីបងប្រុសដឿនប្រុនចឹងហ្គេមនេះបើសិនជា fire flash នេះខ្ញុំបាន $10ពីបងប្រុនអូខេបងហ្គេមនេះខ្ញុំមាន%ថា fire flash នេះតែប្រហែលជា50%ខ្ញុំគិតថាលើច្រើនទេទាំង draft នឹងអីណាមួយ play style បកកំសំហ្នឹងគឺធ្វើខ្ញុំដាច់ចកែយកមកអ្នកនេះមិនដែរណាទៅចាញ់ជាមួយនឹងនេះ flash ដល់ទៅ20អ្នកនេះចឹងណាហើយណាមួយជាមួយនឹងគាត់លាក់ជាមួយលីអមនេះកំតតបានឃើញលេងនេះគ្នាតែលោលីតាខ្ញុំនិយាយភ្លាមគឺចាញ់ភ្លាមហើយនេះបានយកជាមួយនឹងគាត់ចាំលេងតែលោលីតា counter remake អំ
ំនឹងមេឃបកេតែអ្នកនេះចាំជាមួយ Shell Lota game នេះចំណេញដែរតែមិនកាកបោ100យីគឺមានកាហោតដល់ដំ Shell Lota អរគុណលោកអ្នកទីណាជាមួយនឹង100រៀលអរគុណមែនតែប្រដៅสนับสนุนតាចាំយកជាមួយនឹងតៃជាណានេះគ្នាជាមួយនឹង game នេះហើយយើងចាំអូរីកុំណាជាមួយលទ្ធផលក្នុង game នេះគ្នាក៏មានការនាំមកជាមួយនឹងចិត្តអស់មិនណែពិសេស game អ្នកនេះតានៅក្នុង group stake កម្ពុជាធ្វើម្ចាស់ផ្ទះ MSC ឆ្នាំមុនអូខ្ជួរគេរៀងប៉ា flag 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 វាយ21តើឡើងនេះក៏អាច comeback មកវិញបានដែររទេដោយ Y20 មកវិញអញ្ចឹងណាព្រោះបើមួយស្មាមិនហៅតការសងសឹកទេព្រោះរិះសាលទ្ធផល Y by of 2ទេតោះអរគុណបងប្រុសជាមួយនឹង challenge បាទ certified flash ឈ្នះ1ដុល្លារអរគុណចាំមកប្រុសสนับสนุนអូខេ comment សិតតរឿងរីត្រាហ្វៃអ្នកនេះអូខេធ្វើអីចឹងបើរើ hero ខុសជាងផ្ទះអញ្ចឹងអនិយាយទៅអឺដូចយ៉ាងអាហ្នឹងបើ rule MPL កែតខ្មោលឲ្យឲ្យតែ error pick បណ្ដាលពី you mean error ឬមួយក៏ត្រាហ្វែរគឺសិតតែអាចអឺ human error ឬមួយក៏ game error មិនខ្វល់ថា pick ខុសពីយើង pick ដោយខុសដោយអចេតនាពីច្រឡំដៃឬមួយក៏យើង pick ជាមួយនឹងអឺបើ pick យឺតញ៉ាត់ដឹងតែបើ pick ច្រឡំដៃ pick ខុសហ្នឹងហើយឬក៏ game កៀងគឺសិតតែអាចអឺតត្រាហ្វបានបានថា redraft ហើយតត្រាហ្វធ្វើ slot ហ្នឹងមកវិញអូអរគុណ2000នេះពីដាលុនដាធីណាអរគុណធីណានេះសង្ស័យស្រីនេះជឿនពោះកាន់តែ cute គួរឲ្យស្រឡាញ់នេះពៀន EWC Esport World Cup ហ្នឹងអរគុណចាអរគុណចាជឿនពោះជោគជ័យគ្រឿងស្នេហា CQ សម្រាប់កាន់តែស្អាតតោះមានការដាំ flick តដល់ទេតទេស្ញ៉ាញ់ខ្ញុំនៅពី Apex for this event ឆ្នាំពេលទៅ3ដូច King King គឺជាអ្នកយកបានប្រហែលបុកមួយហាប់ជើងដាច់ shield ដែលខ្ញុំបាននិយាយឃើញអត់ shield អត់ធំជាមួយនឹង up នោះទេអ្នកនេះតោះព្រៀបព្រៀង TNC តាំងតែក្បៃតានៅក្នុង T5 God Dominator នេះខ្មែរអ្នកនេះជាមួយ T5 Minister ដែលរៀងខ្លួនរងចាំនឹង make golden នៅពីដែលសិតតែជា arrow late game make play ដូចគ្នាហើយនឹងមាននិស័យវាយកដាមកទាំង Muscle ហើយនឹង Cloud Muscle Cloud នឹងមានជាមួយនឹង Winner Natural ម្នាក់មួយចុចវាយឈ្នះទៅវិញទៅមកនេះគ្នាតោះ game នេះខ្ញុំនៅតែរក្សាគោលការណ៍ដដែល late game បើសិនជាតែ C Cloud គឺពិបាកណាស់អ្នកនេះជាមួយនឹងការលយជាមួយនឹង Muscle លយតា Muscle លយតាគឺ CK ពឹងលើការចាប់ stun ការចាប់ stun គឺ purify heal បានពី Cloud ចាំគិតថា game នេះគឺជាមិនមែន game ដែលងាយស្រួលការហោះ ulti ទាំង team fight និងហោះអត់ចង់ងាប់រសាបាទទាំង team fight និងហោះជាលក្ខណៈទៅ pick off ព្រោះបើវាយរោផ្សេងសិតតាន់ខ្ញុំគិតថា muscle pick off លឿនទេតែបើសិនជាវាយចំជាមួយនឹង cloud គឺ cloud នឹងមានជាមួយ purify អញ្ចឹងបើឲ្យខ្ញុំសរុបឡើងវិញខ្ញុំទទួលអារម្មណ៍ថា game នេះគឺសរុបអស់ខ្ជួរគ្នាគឺ50-50ទេ loyalty នេះក៏គេថ្លឹងអត់បានធំនេះគ្នាខ្ញុំគិតថាប្រកបចូលថ្លឹង loyalty ធំយករោ lock ហ្មងក៏ចាំបាន team fight តោះអូខេណានេះក៏ចាំបាន team fight យឺមមក team fight នេះតែជាណាខណៈពេលដែល alot នេះគឺជា alot ដែល cover boxia អូខេណានេះត្រាំនេះគេមានរសជាតិមួយសម្រាប់ fire flag late game ពេលហ្នឹងគឺ boxia នឹងចូលនេះ team fight មានរបៀបបែបនេះ boxia នឹងចូលគេវាយ1តូននឹង5នាក់នេះអញ្ចឹងពេលហ្នឹងឲ្យតែ5នាក់ហ្នឹងព្រមឈប់វាយអាឡុតគាត់នឹងទេះអាទីអូមកព្រាមព្រាមយិនយ៉ាងមិនទាន់និយាយផងដល់ងាប់បាត់តោះអូខេអ្នកនេះជាមួយនឹងការមកព្រាមចាំ purify តែនៅដល់រួចនេះខ្ញុំក៏ថា purify គាត់រួចរួចនេះអូខេចង់ team fight នឹងគឺខ្វល់ឲ្យតែមនុស្ស5នាក់នឹងឆយឲ្យអាឡុតទេះអាទីពេលហ្នឹងមនុស្សនឹងខ្ជិបនៅកន្លែងនេះ logic នឹងយិនយ៉ាងយកមកអ្នកនេះតោះចង់និយាយមកជាមួយនឹងរសជាតិមួយនេះគឺលេងតែប៉ុណ្្នឹងទេ logic នេះគឺជា mechanic នៅក្នុងការយកមកយិនយ៉ាងវិញអត់ focus ឲ្យត្រាស់ហ្នឹងខោះ teleport ធំទេតែ focus ឲ្យនៅពេលដែល Bazia ឈរនេះតែបោក Bazia logic យិនយ៉ាងនេះអូខេ5 man spirit នេះល្អជុំយិនយ៉ាងលឿនពេកខ្ញុំគាត់ថាគាត់ចាំគេវាយ Bazia សិនមានប្លង់យិនយ៉ាងណាមក epic first event ចូលវាយគេក៏មាន damage គ្រប់គ្រាន់នេះគ្នាជាមួយនឹងការចាយ stun TNC ដល់នេះគ្នាថា damage បកគ្រប់គ្រាន់ team 5 minute ក៏មាន mistake ឆ្នាំមែនតើ epic for this event មានមួយជារីខ្មែរមានកម្មាត់យកទៅលើរោសាបាយមករោសាដល់ទៅ2 3ដង2ដងអ្នកនេះរោសាមានជាមួយនឹងលុយលេងតែក្នុង game នេះគណៈពេលប្រកួត fail communication យកតែមែនតើមានការ sync ចូល test stun លុតជាមួយនឹងខ្សែក្បាន់ទៀះអូខេអ្នកនេះមានការ sync ចូលនេះគ្នាខ្សែក្បាន់ទៀះបច្ចុប្បន្នជាមួយនឹងការទៀះជាមួយនឹងអា load flow ផ្ទុះនឹងបានសម្លាញ់ម្ដាយនឹងមានការបុក1physical និង magical defense អ្នកនេះអញ្ចឹងបើតម្រុំដល់ late game មានទះជោគជ័យ100ដៃបាន100 physical និង magical defense ឡើយណាអញ្ចឹងការពាក់ខ្សែទះក្បាន់ទះជាធីមទី1គឺល្អមែនតើសម្រាប់ unlock សម្រាប់ aldo អ្នកនេះលេង rank អាចយក aldo បានឬក៏ aro ផ្សេងៗទៀតនេះគ្នាសតើជា aro ដែលល្អក្នុងការយកជាមួយខ្សែក្បាន់ទះតោះចឹងខ្សែក្បាន់ទះវាជា head item មួយដែលបើសិនយើងយក early ចំណាញ់ stack នេះក្នុងការ auto late game នេះគ្នាចុះបើសិនយើងយក late game វាអាចបានចំណាញ់ stack នេះទេមានការ push stun នេះគឺមកណាចោលជាមួយនឹងជាងអត់មាន sing អត់មាន flick flick មានតែអត់តន់ចាយ flick មានការបោកហាមជើងស្ទឹមចំណាយនេះឃើញ flick ជាមួយនឹងការ sing មកវិញបោកគេបានសម្រាប់គ្នាតែមិនគាត់មានតែម្នាក់ឯងដែរបើសិនជាតាមឆ្វេងគេទៅស្ដាំគេទៅឆ្វេងនេះគ្នាតោះអូខេចាំ game នៅតែ2ទៅ3នោះទេគណៈពេលដែល game នេះគឺនៅតែយើងរងចាំ mod late game ខ្ញុំគាត់ថាបើ late game potential logic អាចមាន damage ច្រើនព្រោះ Rosa fail early មែនតែ logic ខ្ញុំគាត់ថា hero នឹង late game ឈឺអ្នកនេះទី1ទី2យិនយ៉ាងវា annoy អញ្ញាញ៉ៃខ្លាំងអ្នកនេះហើយយិនយ៉ាងវានឹង load ជាមួយនឹងក្រៅ control ទៅកាន់ alot សម្រាប់ alot sing ទៀតតោះព្រមព្រៀង team 5 minute បានយិនយ៉ាងតែយិនយ៉ាងឈឺដែរតែជាមួយនឹង double យិនយ៉ាងអស់ជាម្នាក់ពាក់កណ្ដាលនេះខ្ញុំណាជាមួយ team 5 minute មូសកក៏បានមក triple យិនយ៉ាងជាមួយនឹងការឆោវាយដល់យិនយ៉ាង3ឆោវាយក្នុងយិនយ៉ាងដល់ពី king king អូយអូហាទី surprise king king hello surprise ជាមួយនឹងការចាប់គុកណាយិនយ៉ាងម្ដងទៀត rosa ដែរខ្ញុំបានយាយ
ta bong phi rốt đi bành đọc từ là hai bong bong ở cơn bong phi rốt như mình kèm bao nhiêu nhóm đọc từ là đây khi nè bong này chúng mình đang trả lén ở chú chú nè nè xong tôi chúng mình đang phạm phạm chú nè phim biết chúng mình đang cho dân dây môi and part double dân dây mai ra chúng mình đang cho double dân dây bởi tao mong cái lại đi cho con dân dây mà đón tiếp triple dân dây làm đâu dân dây bay đòn chẳng cứ chỉ môi nàng ca để cho mình đi cường làm thông đi kia hỏi lo gì không phải ngộp ở li bị đòn là ai lo gì miên bị kia mà với nàng bay à xì xin lạc lòng đầy ghé này bà lo gì miên đi trong nhà chẳng rụp hiệp mà đi thêm phai bạc dìa nàng cho đại gây bầu nó bây giờ cái bầu bạc dìa pram nè a lọt nàng tiền nè thằng phèm nè nàng mau cái lại đi vinh bây nàng nè lo gì dân dây giờ mong nè nè Ta đọc từ lá nên ban rồi biết rồi ông con bao nhiêu mới được trả lời và flash này đọc từ lá cho mình được game team mười bạn này hỏi đọc lá giờ ạ nè ạ cười bạn này hỏi bạn nó buồn là bạn đang đã trơn rồi biết rồi đang đã trơn rồi biết rồi vừa để sai mười lần đang cứ phải flash này rồi rồi A con tương môn bong phi rơn ca dre Rosa always make play. Oh yes, tại vì nào với chúng mình hàng môn đang có quát thôi bàn lò đấy kia. Chắc chúng mình mới thả Rosa nó từ make play tiết đại tới chúng mình game này. Cái nào bây giờ game pram thôi nó buồn kia bắt đầu tiết đấy kia. Game nó white tới white màu đấy kia. One little mistake may cost the game. Rồi chia đấy cái nào trả nhưng cái ta rồi chia là bỏ trả phải flag cứ chăng anh chiến. Hai sập lò chuyện phải flag nằng bằng ca chỉ mỗi nằng. Chạm biệt nhau mà. Tie breaker នៅក្នុងពូលអេតោះចាប់ព្រៀមព្រៀមគាត់នឹងស៊ីវល់ចូលមកជាមួយមក tie breaker នៅក្នុងពូលអេចេញមកដែរទេព្រៀមព្រៀមជាមួយការចូល white vote down ជាមួយការពូ5500ជាមួយការដាច់យកទៅលើវត្តមានរបស់ Lord នៅក្នុងខ្លះពេលមានការ white ទៅលើ Drake Ashing ដែលរបស់នាយម្នាក់ម្នាក់គឺទៅជាមួយនឹង Lin Yan ហ៊ានចូលជុំគ្នាទេអរគុណមួយដុល្លារពីដល់ខាវវ៉ាឃីមតែជាសម្រាប់ឈ្មោះដូចកូនថៃអញ្ចឹងតែសង្ស័យកូនខ្មែរអញ្ចឹងកូនថៃមិនដឹងទេអរគុណជាមួយនឹងមួយដុល្លារជូនពរបណ្ដាជីវិតបណ្ដាស្រស់បំព្រងមានពរពេញពេញនៅក្នុងជីវិតគឺសត្វតស្រីតាសាត add friend មកសត្វតនារីមកឈុតគួរឲ្យស្រឡាញ់ចង់ក៏ដូចពណ៌ក៏ដូចចង់ដាក់លេសិនសិបអកូនចាំបណ្ដាជោគជ័យរឿងស្នេហារឿងការងារអ្វីក៏ញ៉ាំបណ្ដាសំណាប់ឆ្លាតក៏ជាមួយនឹង1ដុល្លារតោះជាមួយនឹងតោះទេអ្នកនេះសូនសង្ឃឹមលរ៉ៃអ្នកនេះអូយរ៉ៃយំមិនល្អអ្នកនេះតាដែរសូនល្អទាំងអស់គ្នាតែគ្រាន់តែរ៉ាគឺល្អយកតែមែនតែនគាត់ខំបង្រៀនខំបង្រៀនខំបង្វាយខំបង្រៀនបង្កើតជាមួយនឹង play style ល្អៗនេះគ្នាជាពិសេសគឺជាមួយនឹង player មួយដែលខំ game ស្អិតយកតែមែនតែនអ្នកនេះជាមួយនឹងក្រកបាក់ដៃធំតែជាមួយអេលីកណ្ដាប់ពេល export land នេះជា export land alot នេះជា alot export land ទេរ៉ូម៉ាតើបជារ៉ូម៉ាលូលីតាអ្នកនេះ hero defensive ដល់ទៅពីនេះគ្នាជាមួយនឹងត្រារបស់អខ្យូអាគីរ៉ាតាមបទនារបស់អខ្យូអាគីរ៉ាគឺមានជាមួយនឹង hero zone នៅក្នុងទីវាយនេះគ្នាគាត់ក៏ថានៅពេលដែលគេឈប់បោកហ្នឹងត្រេសឡានឹងហត់ដំឡយយីយីមែនណាតាមបទ game នេះចំណុចឈ្នះរបស់អខ្យូអាគីរ៉ានៅតែមួយនៅពេលដែលសមាជិក Fire Flag Zone ទីវាយបានបានទៀះមកហើយបោកគ្នាជាមួយនឹងយិនយ៉ាងឲ្យតែ Degashi គឺដាក់ LT កណ្ដាលក្បាលឡយយីខ្ញុំគិតថាមានភាពពីរកាលឡើងទី1ទោះបីជាមិនងប់ឡយយីឲ្យឡយយីកុំឲ្យយិនយ៉ាងទីវាយហ្នឹងឲ្យ make ទីវាយហ្នឹង failទី2ឡយីនឹងមានជាមួយនឹងការគប់ skill ទៅបាំងទៅលើ Tresla បើបាំង Tresla ហើយយិនយ៉ាងនឹងវាបានទៅក្នុងអាកាទិលយិនយ៉ាងនៅ team fight គាត់ទៀងមក5ទេតែបើសិនជាគាត់ដាក់ទៅលើ Tresla តែម្នាក់ឯងបានតែម្នាក់ឯងហ្នឹងចឹងខ្ញុំគិតថា game នេះអ្នកដែលបាញ់ mechanic ហ្នឹងគឺនៅលើ Tresla តែ Gashi គឺជាអ្វីក៏យ៉ាងនៅក្នុង game នេះបើសិនគាត់ធ្វើបានល្អ game ហ្នឹងនឹងមេកានិកនឹងគឺអត់មានអីប្រមាណក្នុងការលេងជាមួយនិយាយមែនណាមេកានិកនឹងគឺអត់ប្រមាណយកហ្មងហើយគិងគិងឯងបើមុនទីវាយបានគ្នាព្រៀបៗពីការច្បាស់ដល់ប៉ុមបើទីចេញវិញនេះលូវីសអាយនឹងលងខ្លួនអ្នកនរគ្នាអាយយ៉ាអាយនឹងលងខ្លួននេះខ្ញុំណាជាមួយនឹងសមាជិករបស់ក្រុមអខ្យូអាគីរ៉ាតោះអខ្យូអាគីរ៉ាកាននៅកម្ពុជារបស់យើងគឺវាយជាមួយនឹង Fire Flag គឺលទ្ធផលមួយទៅនឹងពីរជាមួយតែជាអ្នកនរគ្នាលោតចូលបុកចាំវាយយិនយ៉ាងខោនេះគ្នាជាមួយនឹងការបុកស្តាន់លោតដំនេះ Hero Zone ឃើញរូសាគេចូលនឹងបានតែសំខាន់ដល់ឥឡូវនេះមានអ្នកបានជាមួយយិនយ៉ាងអស់គេទីពេលមានយិនយ៉ាងគ្នាមានកុំស្គីមួយស៊ីអូដាក់ចូលគ្នាបុកគ្នាចង្កឹកជាមួយនឹងស៊ីជីលចៃដានគណៈពេលដែលមានការលោតយិនយ៉ាងទៅលើ Hero ទល់ Hero នោះទេអស់តែឈឺអ្នកនេះមានដំណេកក្នុងស្គីទីពីរនៅក្នុងនេះគ្នាអូខេតែចាំមកដល់ពេលលោតយិនយ៉ាងម្ដងម្ដង Hero នឹងមានការខ្ជិបការខ្ជិបស្ថិតនៅក្នុងប្រភេទ Crowd Control Crowd Control នឹងលោតទៅលើ Passive របស់ Alot ឲ្យ Alot Sing Hold Mechanic មួយនេះគឺជា Mechanic ដែល Alot គឺ Sing ឲ្យម៉ែ Sing លើលោកហើយតាមជាមួយនឹង Stand Lolita ទៀតខ្ញុំគិតថា Alot អាចនឹង Sing បានច្រើនខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងកាបូបមួយនេះគឺជាកាបូបដែលរុញចូល Alot ហើយស្ដាយ Mid Lane មួយនេះដែលអត់អាចកែ Slot ដាក់ Forward បានណាបើដាក់ Forward Goal Lane មួយទៀតនៅពេលដែលលោតមកខ្ជិបហ្នឹង Alot ក៏ Sing Forward ក៏លោតជាន់អ្នកនេះតើត្រាមនីធំសម្រាប់ Fire Flag បដោតទៅ Goal Line មួយទៀតរបស់ធំហើយយើងជឿថាគាត់នឹងដកមក Surprise ពេលណាតែបើសម្រាប់ Fire Flag ជាក្រុមមួយដែលប្រវត្តិត្រាជាមួយបំផុតហើយជាក្រុមដែលគេទទួលស្គាល់ថាទី1លេងបាន Play Star ច្រើនទី2គឺជាក្រុមដែលមាន Jungler ជា TNC ដែលជា Jungler ដែលអាចលេងបាន3ប្រភេទតែ Jungler Utility ឬក៏យើងហៅថា Assassin Jungler ហើយនឹងមួយទៀតគឺ Off Meta Jungler ដែលជា Aurelia Mode និង Hanzo ក៏ដូចជា Amon ចាំមើលនឹងចាញ់3 Aurelia នឹងមកដែរទេពីគាត់ដូចគ្នាបងណែនេះតោះអូខេបងប្រុសអើយបាញ់មកហើយមក Fire Flash ឆ្នាំ100%ព្រៀបៗមានការយិនយ៉ាងជាប់តាមយិនយ៉ាងតែម្ដងក៏បុកអាលទៀតចោលជាមួយ Rosa ទេ Perfect Position Rosa ជាប់បានទៅជាមួយនឹងជាងបើគាត់របស់នេះគ្នាមានការ
ំសាំងក្បោះជំនុំ Facebook Viral Love King King បាទបង King King មានមួយជីវិត2តនពេលលេងជំនុំ King King ជីវិត2ចូលយិនយ៉ាងតើបើយិនយ៉ាងអូហូឈឺយ៉ាងសម័យដែរជំនុំកាបាយមានបាក់កសមាជិកអស់ជួយគ្នាដោយនៅបាននិយាយ Game នេះគឺมันមានរូបភាពនៅក្នុងការនាំមកនៅជាមួយនឹងការ Team Fight Wide ទេយល់មែនណាតើប៉ Team Fight នេះបើសិនជា In Game Leader របស់អស់ជួយ Reflect ភ្លាមៗខ្ញុំគិតថាគឺឲ្យជាមួយនឹងអាយជាមួយនឹង Frederick ឆោបបាយនឹង Team Fight ធម្មតាជាមួយជប់ Team Fight នេះលត់បាយអាទីជាមួយនឹងការចុច Purify រំញីកែជើងបែកមកប្រាចូលយិនយ៉ាងដបយិនយ៉ាងងើបពីជីវិត2មក C2 ដC ដបយិនយ៉ាងនេះអូខេចាំមើលដូចខ្ញុំចង់ Game នេះបើសិនជាខ្ញុំជា In Game Leader របស់អូខ្ញុំអគិរ៉ាខ្ញុំគិតថាជា Frederick ចូលទៅបាយមក Team Fight បានធម្មតាពេលហ្នឹងបើគេបោក Frederick នៅវិរៈក៏ដូចនេះមិនក៏ដកបុក Cover លេងលេងមួយ Gusta ឬ Gusta តែបើសិនជាចូលទៀះបោះអាលត់ហើយលយយីយិនយ៉ាងហើយត្រូវស្លាប់ហត់ដំលយយីឲ្យតែជាប់ទៅពេលហ្នឹងម្ដំលយយីជាប់ទី1គឺគាត់អត់បានគប់ឲ្យជាប់បណ្ដោយហ្នឹងទី2គប់មកបាំងតែស្នាដូចគ្នាតែមិនយីឃើញទឹកដៃបារូសាណាពេលដែលគេលុកគាត់គាត់ flick កិច្ចជាមួយនឹងអាទីតែស្នាបានតាន់ពេលវេលារហូតអញ្ចឹងគាត់ឲ្យតែស្នាបានធ្វើការបានធ្វើការចាប់ជាមួយនឹងលយយីគាត់ឯងតែប៉ះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាអូខ្ជូអគីរ៉ាគាត់អត់ដឹងគាត់រើ Golden Slot ណាបើសិនជាគាត់បានគិតទៅដល់ Double Snap គាត់រើជា Metroid វិញហ្គេមនេះនឹងមានរូបភាព2កាលឡើងទី1លយយីគឺជា Rodot មានដែរហើយមានតែ Flick ឯងអញ្ចឹងបើសិនជាមាន Double Snap ជាមួយ Novaria បើសិនជាអូលយយីយក Flick ទៅកិច្ច Tesla ពេលហ្នឹងគឺដាក់ Double Snap ទៅលើគាត់គឺគាត់នឹងងាប់ឯងព្រោះ Hero អត់ Double Snap ស៊ីមកអាលទីស្រូបជើងរបស់Novaria នឹងមានការដាក់ពី Snap ហ្នឹងគឺងាប់ឯអ្នករាល់គ្នាហ្នឹងជាចំណុចទី1ខ្ញុំចង់និយាយចំណុចទី2ហ្មងខ្ញុំគិតថាបើសិនជាក្នុង Team Fight Rare Rafa ក៏មាន Animation ជាង Cloud ដូចគ្នាចាំ Cloud នេះយក Fireman Spirit មកលេងយ៉ាងណាមិនត្រា Team Fight Rosa ខ្ញុំដាច់ចុះ Mistake ខ្ញុំកំពុងនិយាយថា Rosa គាត់អត់ Flick គាត់អត់ Fight ទេតែសំខាន់ដល់លើគាត់មាន Flick តែ Flick File ខ្ញុំណាជំនួយការចាំដល់ពំទឹកដៃហ្នឹង Fireman Spirit យកដាក់យាបានដូចគ្នាជំនួយការ Flick ចាំវាយគេទល់កណ្ដាលមុខដូចគ្នាអ្នកនេះតោះជំនួយ Shield Lota បាំង Damage បានច្រើនដូចគ្នាមកណាតែជំនួយ Shield មកគាត់ក៏អស់គួរសំដូចគ្នា Seam Snap មានការ Data Void លើ Epic គប់ការពីគប់លោចូលដល់ទៅពី Make Play អូsunshine I love sunset right now ទូសាវថ្មហើយអត់អីបងអត់អីទូសាវថ្មចាំតឡាងមានថ្មវិញក៏បានអរគុណមកប្រុសពីរុនមកប្រុសសំណាប់ចិត្តអូខេស្រីជាស្រីគ្នានៅប្រយោគមករាខ្ញុំណាអូខ្ញុំអគេរាឆ្នាំនេះខ្លាំងក្រត់មើវាយមួយជាមួយនឹងមួយស្មៅមួយអខ្យូដឹងហើយណាយវាយមួយស្មៅមួយវ៉ូកឡូរីតែដូចខ្ញុំនិយាយចឹងត្រាំមួយនេះគឺរសជាតិរបស់ត្រាអខ្យូអគិរ៉ាយើងស្ទើរតិចសម្រាប់រសជាតិរបស់ Fire Flag អូខេណែនេះចាញ់ខ្ញុំគិតថា Fire Flag អាចនឹងធ្វើមកឡងជាក្នុងហ្គេមនេះជាមួយនឹងត្រារបស់គាត់តែយើងចាំមើលប្រសិទ្ធិសិនបរូសា Fire Flag នឹងមិនបើក Team Fight ឲ្យបារូសាអត់មាន Spell Flick អ្នកគ្នាចាំពីមួយម៉ាត់ហ្នឹងហ្គេមហ្នឹងគាត់នឹងមិនបើក Team Fight ឲ្យបើសិនជាគាត់បើក Team Fight គឺគេនឹង Lock រូសាបាន Team Fight នឹង Over ដោយសារតែគ្មានយិនយ៉ាងអ្នកនេះហ្គេមនេះ Damage ធំមែនតើលើយិនយ៉ាងជាទី1ធ្វើ Annoy Enemy ទី2 Damage វាធំទី3 Mong Trigger Passive ចូល Alert បាន Single Check បាន Team Fight ដែលលយយានមាន flick no អេមួយមួយខ្ញុំគាត់ថាអូខ្ជូអគីរ៉ាចង់បើក team fight នឹងខ្លាំងមែនតើនេះបានមានការចែករំបានការចែកអីមែនណាគាត់ចង់បើក team fight នឹងមែនតើព្រោះបើសិនជាគាត់បើក team fight បានគាត់នឹងចូលរូបភាពនៅក្នុងការនាំមកនៅចំណុចល្អៗលេងជាពិសេសគឺជាមួយនឹងការបាំងអាលទីរបស់លយយីបានចាប់ព្រាមលយយីក៏ត្រូវមាន position ដ៏ល្អមួយ see មក kill free បាត់តែកាជី mistake អូយមានការទះបានពីទៅវិញនេះខ្ញុំណា mistake ចង់ mistake ចូលយិនយ៉ាងទៀតជីជីអូខ្ជូអគីរ៉ា performance មួយនេះមិនមែនជា performance ដែលខ្ញុំឃើញមិនសមជាមួយនឹង Evo Glory ទេតាមប៉ុន្មានកណ្ដាលឆ្នាំហ្នឹងខ្ញុំអត់បន្ទោសទៅដល់ខូចអូខ្ជូអគីរ៉ាក៏មានកន្លែងបែកប៉ុន្តែយ៉ាងណាវិញគឺគាត់អត់បែកបានចាប់ព្រាមឡតក៏មានការអឺស្ទើរបងក៏មានការបែកនេះគ្នានេះមានការបែកទៀតអាចឡតពេញអាលទីម្ដងទៀតផាច់ទៀតមួយមានជីវិត2យិនយ៉ាងKing តាមដងខាងក្នុងបាត់បង់ Gusta Gusta មានការវាយតែមកគ្នាគ្នាបាយចាំតែអមនីនេះខ្ញុំណាជំនួយអាលទីនៅឆាច់ map ពជាពេលវេលាបាននេះគ្នាជំនួយការវាយបាយចាំដល់ទៅពីវាយទៀត it's over តោះ it's over ណែនេះខ្ញុំគិតថាហ្គេមនេះឱកាសបាយមានតែគាត់លេងខុសខ្លួនឯងនេះ5 man spirit របស់អូអាឈូគីរ៉ានៅក្នុងថ្ងៃនេះមិនមែនជា5 man spirit ដែលយើងឃើញនៅក្នុង MPL Brazil ឬមួយក៏មកហ្គេមសាមញ្ញទៅបាយបោះ glory ទេអូខេណែនេះខ្ញុំភិនជាមួយនឹង comment មួយគឺអូបាច់ភិនក៏បានដែរចូលភិនជាមួយនឹង comment បងឌឿនបិរុនណែបងបិរុនឈ្នះហើយអញ្ចឹងបើសិនជាមានជាមួយនឹងលុយនៅក្នុងទូមានថ្មទូសັບចាំបាញ់មកមកដូចខ្ញុំអញ្ចឹងហ្គេមនេះគឺជាផុតទេ Fire Flag ទៅតែឈ្នះអរគុណទាំងមុនបងប្រុសជាមួយ10ដុល្លារជួយបបឲ្យជោគជ័យក្រពីរកិច្ចសម្រាប់ក្រុមមន្តនារកស៊ីមានបានសំណាងល្អជួបតែរឿងល្អនៅក្នុងជីវិតអូខេអ្នកនេះចាំបើសិនចង់ទិញកៅអី gaming តុក gaming សម្ភារៈកុំព្យូទ័រដូចជាម៉ៅសដូចជា keyboard ប្រដាប់ធ្រាប់ម៉ៅជាផ្សេងមកគឺកៅអី gaming ដូចជាប្រណស្នាដៃខ្មែរយើងពូបុកបីលីងថ្ងៃមុនជាមួយនឹងពូកង់3ក៏យកកាត់អាកន្លែងខ្នងកៅអីក្រោះនេះទៅអាកន្លែងខ្នងកៅអីកន្លែងគាត់ទៅអរគុណអ្នកនេះជាមួយនឹងការអង្គុយកៅអីនេះ